Nếu có ai đã chịu đủ những cay đắng và vinh quang nhất trong thể thao Việt Nam, đó là Hoàng Xuân Vinh. 6 năm trước, anh đánh mất tấm huy chương vàng bắn súng ở ASEAN 2010 vì bị cướp cò ở loạt bắn cuối cùng. 4 năm trước, cũng lại trong những loạt bắn cuối ở London, anh đánh mất cơ hội giành tấm huy chương đồng lịch sử ở Olympic. Đó là những thất bại về tâm lý nhiều hơn là chuyên môn. Những thất bại cay đắng đủ đánh gục ngã cả một con người. Xuân Vinh từng chia sẻ đã có thời điểm muốn giải nghệ vì đánh mất niềm tin. Nhưng 4 năm qua, anh đã đứng dậy, rèn luyện và trưởng thành. Nói về chiến công của Xuân Vinh ở Olympic Rio, không thể không nói đến những bài tập đặc biệt của anh. Đầu tiên trước mỗi buổi tập, Xuân Vinh luôn hô to câu: "Tôi là vận động viên giành huy chương Olympic." Anh đã hô như thế trong suốt 4 năm từ sau thất bại ở Olympic 2012 để lấy sự quyết tâm trước mỗi buổi tập. Để rèn luyện khả năng tập trung trong thi đấu, suốt 1 năm qua, Hoàng Xuân Vinh phải rèn luyện bài tập không đi lại, không cử động, không nói chuyện trong 2 tiếng liên tục. Rồi trước Olympic Rio, anh lại phải tiếp tục thử thách không sử dụng điện thoại, không xem TV, Internet trong cả tháng để có được sự tập trung cao nhất trước khi sang Rio. Những bài tập kỳ dị và thử thách nghe có vẻ đơn giản nhưng vô cùng khó với những người có thần kinh không vững. Và nó đã giúp Hoàng Xuân Vinh rèn luyện được bản lĩnh thép trước khi bước vào Olympic Rio. Dù chỉ được tập số đạn trung bình bằng khoảng 1/5 so với các đối thủ nhà giàu, anh vẫn chiến thắng và lập kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn. Thành quả giành tấm huy chương vàng đầu tiên không hề may mắn, mà là kết tinh quá trình gian khổ suốt hàng nghìn ngày qua. Nhưng anh vẫn không dừng lại, đi vào lịch sử và có cả tỷ bạc tiền thưởng. Xuân Vinh vẫn giản dị về làng vận động viên bằng xe buýt, hình ảnh khiến cả những cổ động viên Trung Quốc phải thán phục. Anh vẫn giữ được sự tập trung của mình để rồi vài ngày sau tiếp tục làm nên một kỳ tích nữa với tấm huy chương bạc súng ngắn 50m. Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam là người giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic, là người duy nhất đến nay có được 2 tấm huy chương cho Việt Nam trong một kỳ Thế vận hội. Không chỉ trở thành một huyền thoại, Xuân Vinh còn là một tấm gương lớn cho các vận động viên Việt Nam. Rằng trong thể thao, bạn có thể chiến thắng mọi sự thiếu thốn về vật chất nếu có được quyết tâm rèn luyện và ý chí vươn đến đỉnh cao.